Xin xin chào tất cả quý vị và các bạn nhé. Buổi sáng hôm nay mình tiếp tục chia sẻ cho quý vị và các bạn bữa cơm sáng của anh em tân binh sau một tháng nhập ngũ thì có gì khác so với bữa cơm đầu tiên không nhé. Thì trước đây có làm cái clip về bữa cơm đầu tiên của tân binh thì cũng có nhiều người thì cũng khen chê. Tuy nhiên thì thực tế thì đối với cái mức tiền ăn là 62.000 đồng trên một người trên một ngày và chia thành khẩu phần ăn theo định lượng là tỷ lệ là 2:4:4 thì cái bảo đảm về cái chất lượng ăn bữa sáng như vậy là tương đối là tốt theo đúng quy định. Chia sẻ cho mọi người, đây là vị trí nhà ăn, bàn ghế rất là hàng lối sạch sẽ. Đây còn suất thức ăn bữa sáng là vẫn là thịt rang nhá, xong cơm xong canh đầy đủ. Đấy. Bát đũa, lọ gia vị ở trong mắm có sẵn ở trên bàn nhá. Đây anh em tân binh vẫn tiếp tục được duy trì theo hàng lối và 6 người một mâm đấy, như ban đầu. Đấy. Sau một tháng thì cái việc duy trì vẫn tương tự. Không gì khác cả, đấy, có đồng chí còn đi đều vào nhà ăn nữa. Đấy. Ok. Đấy, anh em vẫn duy trì 6 đồng chí một mâm như ban đầu. Chào anh em nhé. Ok. Anh em ăn cơm sáng vui vẻ nhé. Buổi sáng nay anh em tiếp tục ăn sáng như mọi ngày, không có gì khác cả. Chào anh em nhé. Rồi anh em buổi sáng tốt lành nhá. Hôm nay thịt ngon nhỉ. Nguyên thịt nạc đây này. Thịt nay rang có mặn không em hay là vừa đủ đây? Chưa nếm à? Ăn đi. Ok. Đấy. Ui. Đồng chí ca sĩ hôm nay ăn phồng mồm trợn mép đấy. Ăn uống xấu à? Thế thì phải rèn nhá. Ăn một bát đấy. Một bát à? Vâng. Hôm nay cơm nước thịt rất là ngon đúng không? Thịt này nguyên thịt nạc này. Ok. Hôm nay canh gì đây em? Canh là mùng tơi à? Mùng tơi chung 4 ạ. Mùng tơi các em chồng này đúng không? Vâng. Rồi, ok. Anh em ăn cơm ngon miệng nhá. Vâng, ăn cơm nhá. Sáng nay làm gì đấy em? Biết làm gì cho em? Đã ăn cơm về mới biết anh ạ. Ăn cơm về mới biết à? Vâng. Vẫn chưa được triển khai à? Được. Ok. Đây, đồng chí Triệu Bảo Kiên đây đúng không? Vâng. Rồi, ok. Tóc không còn vàng nữa à? Vâng. Em nhuộm lại tóc rồi à? Hay nào? Vâng, nắng nhiều rồi, màu đen nhỉ? Nắng nhiều màu đen. À, nắng nhiều đen à? Cố gắng nhá. Đồng chí Trần Ngọc Nam. Review bữa cơm này cho anh xem nào. Hello anh em, đây là bữa cơm của mình. Bữa cơm buổi sáng thì nhưng không thể thiếu, cái nhất là có cơm rồi. Rồi, đúng rồi, bữa cơm chắc chắn là phải có cơm. Rồi, không thể thiếu cơm được. Đúng rồi, có nhiều hơn. Tiếp đó là thịt lợn. Thịt lợn này theo mình biết là cũng của nhà trồng đường. Cũng của nhà trồng đường. Trồng được à? Anh em cái nhà là con này. Anh em lính thì có nuôi các con gia súc gia cầm. Đây là thành quả của mọi người. Rồi. Và tiếp đó là đến canh rau cải. Đây là rau tầm mùng tơi. Canh rau mùng tơi chứ. Đây. Xin lỗi anh em, đây rau mùng tơi. Review hơi lỗi tí. Của nhà trồng đường. Cái nhà nào vườn. Rồi. Trồng. À bạn trồng à? À đây của bạn này chồng.
Rồi, ok. Chúc anh em ngày cuối tuần là vui vẻ. Rồi, em tiếp tục ăn cơm đi. Bên gia đình. Rồi. Anh em mời anh em ăn cơm. Rồi, ăn cơm nhá. Từ sao hai anh em này sao hay ngồi cùng nhau ấy? Hả? Cách. Dạ. Sao hai anh em này hay ngồi cùng nhau ấy? Nói gì cả mọi người. Nói thì đấy quá, nhưng mà hai anh em tôi là một cặp mọi người ạ. À thế à? Đấy, không nhìn cùng nhau. Cặp cặp cùng sinh cùng sát à? Đấy, đây là bữa cơm sáng luôn rồi ạ. Em cảm nhận bữa cơm sáng sau một tháng huấn luyện với bữa cơm sáng ngày đầu tiên là có gì khác? Bữa cơm sáng của tôi thì nó phải là ngày nào cũng có thịt đấy. Đa phần là thịt. Mỗi bữa cơm sáng là một đĩa thịt đầy đặn này, với cả là một ống cơm này. Rồi. Tôi cũng chỉ ăn được tầm khoảng 2 bát thôi. Đấy là cứ đâu. 2 bát có lẻ đúng không? Ok. Rồi, trong một ngày ăn đầy năng lượng để các tiếp tục học tập và làm việc. Đấy. Sau đó là chúc mọi người một ngày cuối tuần thật là vui vẻ bên gia đình và người thân. Đấy. Xin vầy. Còn bây giờ tôi là cơm rồi, đi làm rồi. Rồi, ok nhé. Chào anh em nhé. Đấy anh em này lại được 6 người, à 5 người mâm 6 đây nè. Mâm 5 con nhiều dâu hơn anh ạ. Mâm 5 à? Mâm này mâm 5 à? Vâng. À. Ăn có bị thiếu cơm không em? Không anh ạ, có đủ anh ạ. Thoải mái. Đủ cơm không? Thoải mái em. Thoải mái à? Thịt có hết không? Vâng. Thịt vẫn đủ anh ạ. Đủ à? Nhưng mà à, bữa sáng thì gọi là bữa khẽ nhẹ thôi. Ừ, rồi. Ok. Anh em tiếp tục nhá. Ôi mấy đồng chí ăn nhanh nhé. À, đúng là tác phong bộ đội đó nhỉ. Đấy. Chia sẻ cho mọi người nhá. Bữa cơm sáng và anh em tân binh.